Con này động cơ 4 thì rất là êm ha. Chém lóc luôn mày. Và thằng này là nó nhập khẩu từ Canada. Made in Thailand mà đi về đây. À, cái này là xuất xứ của Canada. Cuối cùng á mà mình chỉ có biết là đập vô công tắc rồi. Dạ mình chỉ có biết bốn thì. Đó đó nè, Honda. Mấy bốn thì Honda lốc nổi đằng không hàng xịn á, hàng chất lượng á. Chất lượng nhưng mà nó làm mấy cái này cũng như dạng như đa quốc gia vậy. Nó làm mấy này nó không có nét lắm. Dạ, ha. Giá thành thì cũng chấp nhận. Giá thành thì ok nhưng mà máy đồ cũng quá êm đẹp mà. Giá chỉ có 3 triệu thôi. Bà con nào muốn mua thì cứ alo, không có bao ship ha. Tiền ship cái này đâu nhiêu tiền đâu ha. Hả? 100 ngàn. Đổ luôn. Chưa tới 100 ngàn. Chưa tới 100 ngàn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo thôi. Quá em các bạn, hàng thui thùng luôn ha. Máy hai thì máy bốn thì là nó vậy các bạn, thì cái này là mình khỏi xài xăng pha nhớt, mình không xài xăng pha nhớt, mình chế nhớt máy vô đây như bình thường vậy thôi. Đó các bạn chế vô đây ha, chế vô đây như bình thường, như là những cái máy bốn thì bình thường vậy. Các bạn nuôi nhớt nó ở đây rồi nó bơm lên ở trên này có dàn cò, cò xúc bắp, nhưng mà xăng con thì mình phải bơm lên, tại nó bình xăng dưới rồi mình bơm xăng lên, bơm xăng lên thôi. Đó bơm xăng lên máy bốn thì Honda, hàng khui thùng, xuất xứ là Thái Lan, nhưng mà kia nó kêu là Thái Dúi, xuất xứ Thái Lan, nguyên đai nguyên kiện ha. Rồi tất cả những cái này đi theo bộ hết các bạn nha, ví dụ như cái cần phát nè, cái cần nè, nguyên bộ cần này nọ là của nó hết. Rồi nó có một con dao 1000 tua trên phút, tốc độ maximum 350 nhân 1.6 nhân 2.4, một cái đai đeo bằng dây da. Nói chung hàng Honda mình làm mình thấy chất lượng ha. Rồi một cái cuốn sách đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng, trước khi sử dụng. Rồi một bộ đồ nghề còn có tiếp mở buri, lục giác và covid 10. Nói chung mở đủ nguyên đó nhưng mà vẫn còn thiếu ta, thiếu một cái để mở con ốc cái đầu kia kìa. Rồi ở đây có một cuốn sách bằng tiếng Anh nữa, hướng dẫn nữa, nó gồm có model 420T, 435T là xài chung một cuốn này ha. Rồi ở đây thông thường những cái bình xăng máy xăng pha nhớt thì nó sử dụng bình này, nhưng mà máy này xài xăng không mà tại sao nó cũng đưa bình này luôn đó. Hả? À bới xăng theo. Đây. Honda. Ủa, chứ Honda đâu? RX25. Rồi mình mở thử cái này ra coi, đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng coi. Quên, trước khi sử dụng coi. Buôn bán mà nói tào lao quá. Đây. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng máy cắt cỏ đây. Đây coi. Hãy quan sát thật cẩn thận và an toàn mới được sử dụng ha. Không sử dụng bất kỳ làm cuốn sách cũng khá đẹp chữ Việt luôn. Trời. Nếu mà bạn nào có nhu cầu thì alo, 3 triệu không bao ship. Tiền ship khoảng 100 nữa đi là 3 triệu 1, có bao ship.
Được thì lụm thôi. Rồi, mến chào các bạn nha. Quá đẹp luôn.